Quang Lộc xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Hạnh Phúc Con Đường của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới được theo dõi những bức tranh, truyện tranh, những tác phẩm rất sinh động và ấn tượng đúng không ạ? Và có lẽ cũng không ít người đã nhận ra tác giả của những tác phẩm này là ai. Đó chính là họa sĩ Bùi Đình Thăng, hay còn được biết đến với cái tên là Thăng Fly, cha đẻ của nhân vật hoạt họa Bi Ca Long nổi tiếng, từng khuấy đảo cộng đồng mạng trong một thời gian dài. Chàng họa sĩ 8X này còn sở hữu fanpage 1,4 triệu người theo dõi, với rất nhiều tác phẩm mang đậm tính nhân văn và truyền tải một năng lượng tích cực. Vậy thì ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với họa sĩ Bùi Đình Thăng để chia sẻ về những gam màu cho con đường nghệ thuật mà anh theo đuổi nhé. Sở hữu fanpage Thăng Fly Comics có gần 1,5 triệu lượt người theo dõi, Thăng Fly là một trong những cái tên hot nhất của giới truyện tranh Việt Nam. Anh cũng chính là tác giả của chú rồng Bi Ca Long từng gây bão trên các trang mạng xã hội. Thăng Fly có tên thật là Bùi Đình Thăng, sinh năm 1988 tại Đô Lương, Nghệ An, trong một gia đình công nhân viên chức nhà nước. Gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng ngay từ khi còn chưa vào lớp 1, Thăng đã thể hiện sự yêu thích đặc biệt với những nét vẽ. Cứ có cây bút trong tay là cậu vẽ, dù chỉ là những nét vẽ ngây ngô của trẻ nhỏ. Vì thế mà lớn hơn một chút, Thăng rất mê truyện tranh, tự học, vẽ theo các trang tranh đó. Sự say mê ấy được nuôi dưỡng và ngày càng lớn hơn, trở thành mục tiêu mà Thăng theo đuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mỹ thuật năm 2010, nghiêm túc xác định sẽ gắn bó với nghiệp vẽ, Thăng về Đô Lương làm họa sĩ tự do và mở lớp dạy vẽ tại nhà, đồng thời mở một quán cà phê nhỏ để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, công việc ở quê không như những gì Thăng mong muốn. Năm 2015, anh quyết định vào Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội mới. Thế nhưng một lần nữa, mọi dự tính của Thăng đều không như anh nghĩ. Nghiệp vẽ không kiếm ra tiền, các công việc freelance khác thì không ổn định, thu nhập bấp bênh, thậm chí có khi cả tháng anh không kiếm được đồng nào. Cuộc sống chật vật, lối ra cho nghiệp vẽ mà Thăng theo đuổi cũng mông lung. Có mệt mỏi, có nản lòng, nhưng chưa bao giờ anh ngừng vẽ hay có ý định từ bỏ. Cuộc đời của Thăng có sự chuyển biến và chính thức sang trang mới từ đầu năm 2017 khi chú rồng Bi Ca Long ra đời. Sự thành công bất ngờ của nhân vật này không chỉ mang cho Thăng danh tiếng mà còn giúp kinh tế ổn định hơn. Không lâu sau, Thăng quyết định nam tiến, chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi an cư lạc nghiệp cho đến nay. Em chào anh. Chào anh. Xin giới thiệu Bảy Lộc, đây là bố mình về bà chơi. Chào chào chú. Vâng, xin chào. Chú vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Cảm ơn cháu, chú vào được 2 tuần rồi. Đang có bố vào thăm vui lắm anh nhờ. Đúng rồi, bình thường mình ở một mình nhưng mà có bố vào thăm thì các cái hoạt động trong ngày của mình nó cũng có người vui vẻ và nhộn nhịp hơn một chút. Dạ vâng, thì sẵn hôm nay gặp chú cho con hỏi thăm chú xíu nha. Vâng. Không biết là hồi nhỏ thì anh Thăng trong gia đình như thế nào hả chú? Khi nhỏ thì nó cũng ngoan ngoãn, học giỏi nhưng mà nó đam mê về nghệ thuật. Dạ. 4 tuổi thì nó là biết học vẽ rồi. 4 tuổi hả chú? 4 tuổi nó là tập vẽ. Tức là khi đó cái bao cấp rất nghèo khó. Dạ. Thì mẹ của Thăng là bán quán ấy, là có những cái vỏ bao thuốc lá mà to là mà vẽ xe thẹt ra đưa cho Thăng tập vẽ. Thì mình nghĩ lúc đấy chắc là bố mẹ chỉ muốn giữ con, để con nó ngồi yên, nó làm việc gì đấy. Và mình cũng rất là thích vẽ. Chắc là những cái bức vẽ đầu tiên là mình vẽ mấy chú hàng xóm ở xung quanh nhà mình. Thì mình nhớ là mình có vẽ một chú thìn gì đấy và chú bảo thằng này vẽ giống đấy, thấy chú tóc xoăn giống. Sau đấy thì lớn lên một chút thì bắt đầu tiếp xúc với truyện tranh kiểu như là Doraemon hay Lucky Luck hay là vịt Donald các thứ, Disney các thứ, thì mình bắt đầu vẽ các nhân vật truyện tranh của Nhật Bản và Mỹ. Sau đấy mình sáng tạo ra các nhân vật riêng của mình, vẽ dựa trên những cái câu chuyện truyện tranh đấy. Thì đấy là những cái điều mà một đứa trẻ đầu tiên tiếp xúc. Nhưng mà lớn lên là anh Thăng là cửa ham theo cái nghề vẽ, thì còn bác cũng đã đưa vào là đi thi mấy trường. Thăng là có năng khiếu thì phát triển lên. Rồi lúc đấy là mình có khuyến khích cho Thăng có thể phát triển cái ngành hội họa này, lúc đầu chú có ủng hộ không? Chú thì đi cũng nhiều và tìm hiểu cũng biết, cho đó là đối với con thì chú là tạo điều kiện, tức là nó thích nghề nào nó theo nghề đó, chứ bố mẹ không là ép buộc hoặc là hướng tới cho con, là tùy thể thích của nó. Vậy thì lúc mà anh Thăng quyết định là rời quê vào Đà Nẵng và sau đó là vào thành phố Hồ Chí Minh thì lúc đó chú có lo lắng không? Tức là mỗi lần mẹ thì ông lo, nhưng mà Thăng thì nó có ý chí nhất định và sau này thì nó đã truyền thông là có rồi á. Thì lên mạng là mình thấy con cũng vất vả, từ nó từ bươn chải chứ bố mẹ cũng phải đưa, không phải đưa đi. Tức là Thăng vào Đà Nẵng đi đâu cũng một mình và xin với viên vốn liếng để vào là xây dựng, là thuê nhà trọ gì đó ở để tay tiếng công an việc làm. Anh Thăng có nhớ là cái khoản chi phí đầu tiên mà bố mẹ cho mình khi mà mình đi vào Đà Nẵng hay là vào thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu, lúc đấy anh có nhớ không? Lúc đấy bố mẹ cho mình 10 triệu để mua một cái laptop để mình có một cái dụng cụ để vẽ trên máy. Vào những cái lúc đó thì bố mẹ có hay, thì cái sự lo lắng thì mình có làm gì để cho bố mẹ yên tâm không?
Không, thực ra là bố mẹ mình với mình cũng thực ra là cũng ít tâm sự ấy, tại cái nghề của mình bố mẹ cũng ít hiểu, nhưng mà nhìn chung thì bố mẹ được cái là cũng thoải mái với việc những quyết định và những chuyện nghề nghiệp của mình. Mình có thể sống một cách tự lập ở cái bằng cái khả năng của mình, nhưng mà mình biết là mỗi lần mà mình kiểu như khó khăn ấy, mình vẫn còn có bố mẹ phía sau lưng mình. Tức là khi ở nhà á, là bố mẹ cũng đã có một cái nhà, cái phòng để cho Thăng học vẽ, tập vẽ. Còn sau này vào đến thành phố Hồ Chí Minh thì khi lên được truyền hình á, thì là càng nhiều người biết đến và gia đình rất là tự hào và hạnh phúc. Dạ vâng, con cảm ơn chú rất là nhiều với những cái chia sẻ vừa rồi. Vậy bây giờ chắc là mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về công việc hiện tại cũng như là những dự định tương lai của anh nha. Vậy thì bây giờ mình mời Nhật Lộc lên nhà mình để mình có thể trò chuyện một cách chi tiết hơn. Dạ vâng ạ. Bika Long, một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích nhất những năm gần đây. Trước khi có Bika Long, Bùi Đình Thăng đã vẽ rất nhiều nhân vật ăn theo những sự kiện nóng nhưng đều không được biết đến nhiều. Tháng 1 năm 2017, mô hình rồng vàng với hình thù hài hước xuất hiện ở Hải Phòng đã tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Cảm hứng từ mô hình ấy, Thăng đã ngẫu hứng họa nên một chú rồng vàng của mình. Rất nhanh sau đó, nhân vật này trở thành một hiện tượng trên khắp các trang mạng xã hội. Bộ tranh 20 biểu cảm của Bika Long được cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích. Không ít bạn trẻ đã dùng làm ảnh đại diện các trang mạng xã hội. Lượt theo dõi fanpage của Thăng cũng tăng chóng mặt. Hợp đồng quảng cáo liên tục đến tay và anh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông một cách thường xuyên. Nhân vật hoạt họa Bika Long ấy đã mang lại cho Thăng cả danh tiếng và tiền tài, bất ngờ và nhanh chóng. Trên đà thành công ấy, Thăng liên tục tạo ra những câu chuyện mới, khác biệt, không trùng lặp với bất kỳ ai. Hải cẩu, gà, cá mập, lợn, cá trúc, hổ, mẹ của Bika Long và phiên bản nữ của các nhân vật. Các nhân vật mới của Thăng cứ thế lần lượt ra đời, hiện diện trong mọi câu chuyện. Cứ thế, Thăng vẽ, Thăng sáng tác và đăng bài trên fanpage hầu như mỗi ngày. Không chỉ sự nghiệp mà lối sống của Bùi Đình Thăng cũng có nhiều thay đổi. Thăng bắt đầu sống chậm lại, suy nghĩ về cuộc sống và quan sát thế giới xung quanh nhiều hơn. Anh chuyển dần sang vẽ những câu chuyện dung dị trong đời sống. Đáng chú ý nhất là thời điểm chuỗi tranh Thăng vẽ để động viên đồng bào nơi rốn bão miền Trung năm 2020. Trong đại dịch Covid-19, Thăng đã tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu nói riêng và cộng đồng nói chung bằng cảm xúc tích cực qua các trang vẽ của mình. Những câu chuyện đẹp đẽ, nhân văn, có thật trong mùa dịch được Thăng tái hiện với nét vẽ phóng khoáng, hóm hỉnh và truyền tải được thông điệp ý nghĩa, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc và năng lượng tích cực. Những câu chuyện trong các trang vẽ của Bùi Đình Thăng sau đó đều có nội dung rất đời thường, dung dị, sâu sắc và ý nghĩa, luôn truyền tải thông điệp tích cực và mang lại sự ấm áp. Mỗi nét vẽ trong tranh của Thăng luôn chứa đựng tình cảm, sự chân thành của bản thân. Với Thăng, đó không chỉ là trách nhiệm với độc giả mà còn là trách nhiệm với chính mình. Bước vào là đúng là thấy là nhà của họa sĩ liền luôn, rất là nhiều tranh vẽ màu cọ. Thì nãy giờ em đang rất là ấn tượng với cái bức tranh Bika Long ở đằng sau. Đây cũng là một cái nhân vật rất là nổi tiếng và có thể nói là mọi người biết nhiều nhất đến anh với Bika Long, đúng không? Nhưng mà khi mà nói Bika Long á, tự nhiên em liên tưởng ngay đến Pikachu. Cái tên nó gần nhau, liệu là mình có một cái cảm hứng nào từ Pikachu không ạ? Không, thực ra cái nhân vật Pika Long này là cái năm đấy là thành phố Hải Phòng có dựng một cái tượng con rồng vàng rất là lớn, xong mọi người thì chê nó xấu nhưng mình thấy nó dễ thương ấy. Xong mình vẽ lại con rồng vàng nó một cách là dễ thương. Mình chỉ biết đấy là một con rồng vàng dễ thương thôi, nhưng mà vì nó nổi tiếng, bỗng nhiên nó viral, sau mọi người đặt cho nó là Pika Long, sau mình bắt buộc phải chấp nhận cái tên đấy, bởi vì nó là cái tên gần như là cộng đồng đặt cho nó. Ok thôi, nó là Pikachu và rồng thì nó là Pika Long. Nhưng mà cũng không phải là do tác giả đặt một luôn. Một cái sự ngẫu nhiên. Đúng rồi. Lúc mà mình vẽ lại mình có nghĩ là cái nhân vật của mình sẽ được yêu thích nhiều đến như vậy hay không? Không, bình thường trước cái lúc đấy thì mình có vẽ một vài cái sự kiện nổi cộm với chuyện đứt cáp, hay là mình vẽ cười những cái chuyện nổi cộm ấy, thì thường nhận like được khoảng tầm 30-40 ngàn tương tác gì đấy, thì mình nghĩ là nhân vật Pika Long chắc cũng chỉ thế thôi ấy. Sau cái trend nó qua thì nó cũng qua thôi. Không ngờ là mọi người yêu thích nó đến tận một tuần, đến tận một tháng sau đấy. Vì mọi người yêu thích nên mình cũng muốn vẽ một vài cái chuyện để gọi là cho nhân vật nó sống tiếp đời sống của nó. Kiểu như là lúc đấy mình đang thích vẽ truyện tranh và làm mọi người vui ấy, thì mọi người vui mà mình đem lại niềm vui cho mọi người, thì đấy là cái điều mà một họa sĩ truyện tranh cũng cảm thấy đấy là một cái hân hạnh của mình luôn. Vậy thì bên cạnh những cái điều mà nó mang lại cho mình, ví dụ như là danh tiếng về kinh tế, thì nó có đem lại những cái áp lực cho mình hay không? Bởi vì khi mà mình đã nổi tiếng với một nhân vật rồi, cái cộng đồng theo dõi mình họ cũng sẽ bắt đầu
có những cái sự mong đợi lớn hơn? Có, thực ra là áp lực của Pigalong mang đến cho mình nó cũng lớn y chang những thuận lợi mang cho mình. Pigalong nó nổi tiếng quá ấy, nó khiến cho mình bị chết tên bởi Pigalong ấy, kiểu như mình là một họa sĩ có cái biên độ sáng tác khá là lớn. Sau khi Pigalong nổi tiếng xong, mọi người quên hết tất cả những cuốn sách trước đây mình từng xuất bản. Sau hoặc là mình đi nhậu với bạn bè ấy, sau mọi người sẽ hỏi là có biết thằng cha này không, và mọi người bảo là không biết, nhưng mà bảo có biết con Pigalong không, mọi người đều biết. Và cái chuyện đấy mình không thích lắm, kiểu dạng như là mình không muốn mình sẽ bị trở thành một cái người chỉ có như thế thôi. Thứ hai là cái khán giả Pigalong ấy luôn luôn đòi hỏi những câu chuyện về Pigalong, mà Pigalong thì nó vốn là những câu chuyện dễ thương và hài hước láo cá gì đấy, nhưng mà thật ra cuộc đời mình và những cái ý tưởng sáng tác của mình nó đâu phải lúc nào cũng vui, đâu phải lúc nào cũng hài hước, đâu phải lúc nào cũng trendy đâu. Quang Lộc được biết là anh cũng sở hữu một cái trang fanpage mang tên là Thăng Fly Comic, đúng không ạ? Đến nay là được hơn 1.400.000 lượt người theo dõi rồi. Mình chia sẻ thêm về cái tên Thăng Fly, nó có nghĩa là gì và cái vai trò, cái dấu ấn của cái trang này như thế nào ạ? Ở cái thời điểm mà mình lớn lên ấy, mình kiểu như là mới tập làm người lớn, thì lúc đấy ở trên mạng có một cái văn hóa là văn hóa diễn đàn. Thì lúc đấy không biết sao bạn mình nó cứ tìm được mấy cái tên tiếng Anh đâu mà nghe có vẻ ngầu ở trên diễn đàn. Mình đơn giản là mình chuyển ngữ, tên Thăng có nghĩa là bay, và bay ở trong tiếng Anh nó là fly. Nhưng mà sau này mình mới nhận ra một chuyện ấy, là cái từ fly ở trong danh từ nó có nghĩa là con ruồi thôi. À. Còn chính xác nó phải là flying thì nó mới là đang bay, một cái hoạt động đang bay. Nhưng mà ok, không sao hết, nó cũng dễ thương. Ngày xưa Lộc tham gia diễn đàn em có lấy một tên tiếng Anh nó. Có. Tên gì? Hồi xưa lấy Levis. Levis à? Levis con bò ấy à? Đúng rồi. Chính xác. Rồi nó cũng chỉ là những cái tên ngẫu nhiên, mình thấy thích cái gì mình đọc, mình thấy vui tai cái là mình gọi. Đúng rồi. Sau khi mọi người chuyển không gian mạng từ diễn đàn lên trên Facebook thì mình làm cái fanpage là Thăng Fly Comics đấy. Cứ lâu lâu mình cứ đổi phong cách thì mọi người lại bỏ theo dõi rất khá nhiều. Nên vẫn còn 1.400.000 người ở lại với mình, thì đấy là những cái thứ mình khá là trân trọng. Comic nó là một thứ văn hóa đại chúng rất là lớn. Nếu mà chúng ta chỉ cần nhìn ra một chút thôi, chúng ta sẽ thấy Spider-Man, Superman, Iron Man, Doraemon, One Piece, vân vân, Lucky Luck mang ra những cái lợi nhuận khổng lồ cho những cái nền kinh tế ở những quốc gia sở hữu nó, đúng không? Hay là bên cạnh mình có Hàn Quốc, Thái Lan hay Philippines, người ta cũng có nhân vật hay những cái truyện tranh và nó có chỗ đứng khá là tốt. Trong tư duy người Việt Nam ấy, vẫn nghĩ truyện tranh là chủ yếu là dành cho trẻ con ấy. Cái đấy khiến cho cái vị trí ngành truyện tranh ở Việt Nam nó vẫn chưa thực sự đứng đúng với vị trí của nó. Đang rất là được yêu thích với những cái nhân vật mang đến cái sự hài hước, cái sự vui vẻ, thì tại sao mình lại có một cái sự chuyển hướng sang những cái đề tài nó mang cái tính triết lý về cuộc sống nhiều hơn? Có một cái sự việc nào khiến cho mình có một cái sự chuyển hướng như vậy hả? Thực ra là cái sự kiện nó cũng tương đối lớn. Trong gia đình mình cũng có người thân kiểu như phụ huynh mình ấy cũng bị bệnh rồi cũng qua đời. Thì nói chung là bạn sinh ra lớn lên cùng họ, bạn nhìn thấy cuộc đời của họ. Thứ nhất là về cái nỗi đau buồn, cái sự mất mát thì ai cũng có rồi, nhưng mà nó sẽ đặt ra một câu hỏi hiện sinh: bạn có muốn cả đời làm cái công việc mà bạn đang làm hiện tại hay không? Chúng ta cứ lao theo những thứ kiểu như là tiền bạc, danh tiếng, hay là chúng ta chưa bao giờ đặt ra câu hỏi là chúng ta muốn làm cái gì trên cuộc đời này. Ví dụ như mình, một cái nhân vật mà có cái sự nổi tiếng cỡ như Pigalong, nó có giá trị kinh tế khá là lớn. Ví dụ như một cái siêu thị hay là một cái brand nào đó, nhãn hàng họ muốn mua hay là nhân vật Pigalong thì họ phải trả tiền một số tiền khá là lớn. Mình giảm nó đi thì cái tài sản của mình nó cũng ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà mình đâu thể sống cả đời là một người chỉ vẽ truyện hài và vẽ một nhân vật hoạt hình trên mạng được, trong khi cái ước mơ từ nhỏ của mình hay là cái việc bắt đầu mình làm nghề này ấy, nó không phải là như vậy. Lúc đầu mình vẽ thì mình muốn trở thành một họa sĩ, mình muốn sáng tác, mình muốn có một cái đội sáng tác lớn hơn. Nó giống như cái việc mình đã từng bỏ làm giáo viên ở quê chuyển vào Đà Nẵng ấy, mình sẽ phải làm một cái việc gì đấy khác. Pigalong, mình dần dần mình chuyển hướng cái gì mà mình muốn làm, mình muốn có một cuộc đời như thế. Khi mà mình chuyển hướng như vậy, mình cảm thấy là mình sống đúng với mình hơn, đúng không? Với cái tâm hồn nghệ sĩ của mình hơn, đúng không? Đúng rồi, và mình nghĩ là mình sẽ không hối hận bởi vì mình được trải nghiệm nhiều. Mình nghĩ là mình chỉ hối hận về những cái việc mình chưa làm thôi. Nên là khi mình nhìn lại cuộc đời mình sẽ thấy trân trọng cái việc là mình đã dám trải nghiệm hơn. Yeah.
kiểu dạng như là mình ngồi cà phê thấy một anh đi xe máy qua, anh hết xăng, sau tự nhiên anh chủ quán ra anh rút xăng từ xe anh ấy đổ ra, anh xăng một cái bơi chát bộ đấy. Mình thấy những câu chuyện nhỏ nhỏ như thế nó rất là đẹp, và mình tiếp tục sáng tác những câu chuyện nhỏ đẹp như thế, nhỏ nhỏ cho cái cộng đồng theo dõi nhỏ nhỏ của mình đấy. Thì tự nhiên Covid nó xảy đến, thì khi mà Covid xảy đến thì cái sự hào sảng và những cái hành động kiểu như nghĩa hiệp người Sài Gòn ấy nó lại càng nhiều hơn nữa, thì chất liệu đưa về cho mình còn nhiều hơn nữa. Mình cũng không biết cảm giác mọi người thế nào, mình nghĩ là khán giả của mình đọc thì mọi người cảm thấy được động viên ấy, và mọi người lại yêu thích cái chuyện đấy và nó cũng viral. Có lẽ là nó mang đến cho mọi người một cái năng lượng nó khá là tích cực. Đúng rồi. Và một cái cảm xúc mà người ta hay sử dụng gần đây là chữa lành ấy. Đúng rồi, cảm thấy những cái mẩu chuyện nó làm cho người ta cảm thấy cuộc sống này nó cũng dễ thương chứ không hẳn là chỉ có khó khăn. Mình nghĩ là một người nghệ sĩ trong lúc mọi người đang như thế, mình mang lại một chút niềm vui cho mọi người thì nó tốt hơn. Suy nghĩ mình đơn giản chỉ là như thế thôi. Hồi đấy mình cũng hay theo dõi các bác sĩ, thì các bác sĩ bình thường cũng hay chuẩn đoán bệnh này kia, nhưng mà ở trong đại dịch ấy, các bác sĩ chỉ nói về những chuyện kiểu dạng như không sao đâu con ơi, rồi là chuyện này cũng bình thường, mình là người trẻ lo gì ấy. Những cái chuyện đấy nó giống kiểu là một cái liều thuốc về tinh thần cho mọi người, và mình nghĩ là mình nên làm như thế. Thực ra đến bây giờ thì mình nghĩ là mình đã muốn làm một cái việc khác rồi, không còn nhiều cảm hứng cho cái công việc mà mình kể những câu chuyện nhỏ đời thường nữa. Thì nhất là sau khi mình ra cuốn sách Sài Gòn Hay Ta, thì mình nghĩ là cuốn sách Sài Gòn Hay Ta nó sẽ là một cái điểm nhấn cho cái việc mình kể những câu chuyện đời thường, coi như mình đi xong cái chặng đường đấy và mình đang muốn bước sang một chặng đường mới. Đó là cái hướng gì mình có thể chia sẻ bật mí một chút xíu không ạ? Dạo gần đây mình tìm được một cái phong cách thể hiện những cái ý tưởng mình lên bức tranh nhiều hơn. Mình muốn vẽ đủ nhiều để mình mới làm cái triển lãm show cho khán giả hay là mọi người biết là mình đã có những sáng tác tranh, có những cái suy tư về mặt hình ảnh nhiều hơn. Ok, nó vẫn là có câu chuyện, nhưng mà nó thoát ra khỏi cái định trạng là comic, và mình cảm thấy đang rất là đam mê ở việc đấy. Mặc dù bây giờ nha, bây giờ mình chả khác gì cái lúc mình bỏ việc dạy vẽ ở quê hay là bỏ vẽ Picolong hết. Bây giờ mình cũng hoang mang y chang như thế. Hoang mang là ở chỗ nào? Bởi vì là mình đang bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Mình sẽ nghĩ là mình có đủ tài năng hay không, hay là mọi người có đón nhận hay không, thì mình bây giờ vẫn chưa biết. Nhưng mà vì mình đã trải qua tương đối nhiều lần rơi vào cái cảm giác như này rồi, thì mình nghĩ là ok, hay cứ làm đi. Bởi vì một người họa sĩ thì cái công việc họ sáng tác là quan trọng nhất. Thì tính đến nay là mình đã vào nghề được bao nhiêu năm rồi, anh còn nhớ không? Thực ra thì mình vẽ liên tục từ hồi bé đến giờ. Một đánh dấu vậy như mình bước chân vào con đường này một cách chuyên nghiệp ấy. Chắc là kể khi mà mình rời quê vào Đà Nẵng ấy, mình muốn ném mình vào một cái môi trường là mình không có một cái nghề gì để backup đằng sau nữa, chỉ vẽ tranh để sống thôi. Mình muốn tự sinh tự diệt một cái nghề này thì chắc là khoảng tầm 7-8 năm. Cái động lực nào, cái suy nghĩ nào đã khiến cho mình có được một cái quyết định gọi là rất là dứt khoát là mình sẽ di chuyển vào Đà Nẵng và tập trung chỉ hoàn toàn toàn tâm toàn ý cho cái nghề vẽ tranh thôi? Mình nghĩ động lực lớn nhất là cái sự chán ấy. Kiểu như hồi đấy mình làm giáo viên dạy ôn thi đại học, những năm đầu tiên mình rất là hừng hực khí thế để dạy học sinh thi đậu vào các trường, rồi là mình cũng bảo học sinh tụi con phải học cái này cái kia, phải chăm chỉ luyện tập rồi mới đậu được vào rất gần trường đại học ấy. Thì đến khoảng đến năm thứ tư thì không biết là do skill của thầy trò mình tốt hơn hay là lúc đấy cái điểm chuẩn của các trường đại học nó đã giảm xuống ấy, thì 100% mình học sinh mình đã đậu đại học hết. Sau đấy mình sẽ cảm thấy cái nghề này nó bị vô nghĩa, mình dạy ôn thi đại học để làm gì trong khi học sinh mình nó sẽ đậu hết. Mình nghĩ là một người có cái tâm hồn sáng tạo thì sẽ muốn làm một cái gì đấy mới, và khi mà mình muốn làm một cái gì đấy mới thì mình phải bỏ cái cũ đi. Thì cái sự chán và cái sự muốn làm cái gì đấy mới là cái thôi thúc mình lớn nhất. Mặc dù lúc đấy mình cũng không biết mình phải làm gì mới, nhưng mà trước tiên phải bỏ cái cũ đi đã. Cái khoảng thời gian đó mình có gặp nhiều khó khăn hay không, khi mà mình đến một cái vùng đất mới, mình bắt đầu một cái công việc tuy là cũng không phải quá mới nhưng mà nó cũng rất là nhiều thử thách. Cái khó khăn nhất đấy là cảm giác cô đơn ở một cái thành phố mình không có một ai để kết nối thân thiết hết. Rồi chuyện tiền bạc thì thực ra là ở Đà Nẵng cái chi phí sinh hoạt nó cũng không cao á. Không có việc gì làm, mình cũng mở quán cà phê, rồi mình cũng không thích việc đấy lắm. Mình cũng chỉ ngồi vẽ, nhưng mà lúc đấy ngồi vẽ lại không có kiếm ra tiền. Thì một thời gian quán cà phê nó cũng bị dẹp tiệm. Rồi cũng có khoảng thời gian mình đã từng đi dạy ở trường phổ thông, rồi về sau không hợp với nghề dạy và mãi không vào biên chế thì cũng bị thất nghiệp các thứ. Nó là những khoảng thời gian tương đối là khó khăn ở chỗ là không có tiền. Mình bị vô định với tương lai ấy, mình không biết là mình làm cái này có đúng hay không ấy. Tất cả những cái khoảng thời gian đấy nó chỉ đều vượt qua bằng cách là mình cứ vẽ tiếp thôi. Mình dừng lại cũng không để làm gì hết. Đến thời điểm hiện tại, mình có hài lòng với tất cả những cái lựa chọn của mình hay không?
nhìn lại cái đoạn đường mà mình đã đi, mình có cảm thấy hạnh phúc với cái lựa chọn đó hay không? Hiện tại thì mình thấy cũng có nhiều điều hài lòng nữa, là mình có một công việc để làm mà mình cũng đam mê nó. Mình muốn tổ chức một cái triển lãm thì mình đang cố gắng hết sức để theo đuổi cái triển lãm đấy. Tương lai có thể là lập gia đình hay gì đấy, thì nó là những cái mục đích đến trong cuộc đời mình. Thực ra là ở trong mấy quãng đời mình đã trải qua ấy, thì sai lầm cũng nhiều và hối hận cũng nhiều. Nhưng mà sao ta, nó có một cái lý thuyết về dòng thời gian ấy. Chỉ cần một quyết định của mình, cho dù đấy là một quyết định sai lầm, nhưng mà quyết định sai lầm này nó dẫn đến con người mình hiện tại. Còn nếu mình không sai lầm lúc đấy thì mình đã là một con người khác. Ví dụ hồi đấy mình quyết định ở quê, ok bây giờ chắc có đứa con thì cũng vui đấy, nhưng mà nó sẽ không phải là mình hiện tại. Thanh thích vẽ các bức tranh có nét vẽ thoáng, khô, bắt nhanh cảm xúc và không tốn nhiều thời gian. Vẽ truyện tranh chính là con đường mà anh lựa chọn và kiên định theo đuổi, gắn bó đến cùng. Cảm hứng sáng tác truyện tranh của Thăng luôn được lấy từ hiện thực cuộc sống. Nếu là độc giả theo dõi fanpage Thăng Fly Comic từ trước khi có Pika Long, chắc hẳn sẽ thấy Thăng rất khác. Anh thích vẽ tranh về tình cảm gia đình, về tình bạn thời tuổi trẻ, về tình yêu trong sáng và cả chủ đề lịch sử. Những câu chuyện thời đó của anh vẫn rất hài hước, nhưng ở mức độ nhẹ nhàng, được nhiều độc giả yêu mến bởi gợi cho họ nhiều cảm xúc thân quen và khó quên. Cộng đồng mạng từng xúc động đến cay mắt với bộ truyện tranh Ông, Ba Tôi, từng phát sốt với thư gửi nỗi buồn hay choáng ngợp trước hiện thực với xứ sở mộng mơ và trước bến Vân Lâu của Thăng. Anh cũng là tác giả của nhiều tập sách nổi tiếng như Vạn Sự Khởi Đầu Nan, Gian Nan Đừng Có Nản, Cả Nhà Thương Nhau, Quan Trọng Là Phải Đẹp Trai. Sau này, những câu chuyện xoay quanh chú rồng Pika Long đã được Thăng cho in thành sách, được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng. Sài Gòn Hai Ta xuất bản hồi đầu năm 2023 mà Thăng và nhà biên kịch Bình Bồng Bột hợp tác thực hiện chính là tác phẩm sách mới nhất của anh. Dù là trước kia hay bây giờ, độc giả yêu thích truyện tranh của Thăng không chỉ vì những nét vẽ phóng khoáng, sinh động, nội dung phong phú và hài hước, vui vẻ, mà còn bởi ý tứ thâm trầm, sâu sắc, có sức lay động lòng người từ trong đó. Chúng ta đang tham gia chương trình Hạnh Phúc Con Đường. Vậy thì với cái từ khóa là Hạnh Phúc Con Đường, bây giờ em sẽ có một cái thử thách dành cho anh, là chúng ta sẽ phát thảo một cái gì đó để cho nó nói lên được cái tinh thần là hạnh phúc con đường. Ừ, anh nghĩ là anh thực hiện được. Dạ, nhưng mà nói chỉ là anh nghĩ là cái bước phát thảo đầu tiên. Dạ đúng rồi, làm sao để mình nhìn vào đó mình thấy được đúng là cái thông điệp là hạnh phúc con đường là được. Ừ, ok, anh sẽ làm được. Thấy là hình như chúng ta đang có một cái bức chân dung của hai nhân vật đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thực ra thì ở trong cái cuốn Sài Gòn Hai Ta mà mình làm với bạn thân của mình là Bình Bồng Bột ấy, thì mình rất là thích câu chuyện của hai vợ chồng nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Hai người cũng trải qua rất nhiều thời gian đấu tranh rất là dữ dội để được ở bên nhau ấy. Cái xúc cảm trong đấy nó tương đối giống hoàn cảnh của tụi mình. Dạ. Dựa trên cái bức tranh minh họa mình vẽ hai vợ chồng nghệ sĩ Lê Uyên Phương. Nhưng mà bây giờ là mình về mình kể câu chuyện của mình. Đơn giản như sau này thì mình có tổ chức một cái lễ cưới nhỏ ở trong một cái khách sạn ấy, thì mình có một bức tranh mà đặt bên ngoài đấy, nó cũng khá là thú vị. Yeah. Thực ra là mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này cho đến khi Lộc đặt ra thử thách. Yeah. Cái đấy gọi là cái duyên ấy. Có nghĩa là mọi thứ trên đời nó đều có một cái duyên. Hai người cùng với nhau, chắc hẳn là bạn gái sẽ rất là vui khi nhìn thấy bức tranh này. Mình hay nói đùa với bạn gái là anh vẽ em rất nhiều, nhưng mà nếu mà có nhà sưu tập nào người ta muốn sưu tập thì anh vẫn bán. Yeah. Bạn gái mình có một cái đặc điểm tương đối dễ ra đôi mắt của cô ấy, có một cái khóe mắt nằm ở phía dưới. À. Trong cái phác thảo cũ của mình thì cái ông Phương trong cặp đôi, ông ấy cầm đàn guitar. Nhưng mà vì là mình là họa sĩ nên mình chuyển thành cầm những cây bút. Khoảng hơn 6 phút để hoàn thành một cái bức phác thảo chân dung của tác giả họa sĩ Bùi Đình Thăng cùng với bạn gái của mình. Nhưng mà từ cái bức phác thảo này, nếu mà chúng ta lên màu hoàn chỉnh thì mình sẽ mất khoảng bao lâu nữa? Nó còn tùy vào cái cảm hứng của mình nữa. Nhưng mà đấy, công việc nó không phải lúc nào nó cũng trôi chảy. Dạ. Có khi có những bức tranh người ta vẽ cả tháng hoặc cả năm luôn cũng nên. Dạ, tùy lúc.
Ngày hôm nay rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình Hạnh Phúc Con Đường và mang đến những câu chuyện rất là thú vị và ý nghĩa về cuộc sống cũng như là công việc của mình. Và chương trình cũng có một món quà dành tặng cho anh. Anh có thể mở ra xem. Đây là một trong những cái nông sản rất là nổi tiếng của bà con Đắk Nông. Cà phê đúng là một cái nông sản đặc sản của bà con Tây Nguyên. Okay. Rất là thơm. Dạ, chúc cho anh sẽ luôn dồi dào cảm hứng sáng tạo, ngày càng thành công hơn nữa và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Cảm ơn em và chương trình và bà con nhiều. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.